Lisa kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ tư 27 Tây tháng 2 năm 2019. Chương trình Khai Dương Trí bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc chế Thằng Chó Minh Râu Uống Máu Kinh Ở Đâu Mà Ra. Mời quý vị và các bạn hãy nghe Thằng Chó Minh Râu Ở Trong Ba Đình Thối Tha. Thằng chó Minh trong ba đình thối tha, Minh Râu miệng còn hôi tanh mũi máu dần lành. Thành phố năm xưa mang tên Sài Gòn, giờ đây là mang tên của chó chỉ mình tội đồ. Người ơi ta hãy tiêu diệt một loài cọng nô, người ơi ta hãy xây lại ngọn cờ Việt Nam. Thành phố đó mang tên thằng hồ, thành phố đó mang tên tội đồ, là tội đồ nước Việt Nam. Hồ liếm đít cho Nga cho Tàu, hồ nói dối nhân dân đồng bào, hồ là thằng chó lưu manh. Thằng chó gian dâm tên Hồ Chí Minh, Minh Râu là thằng vong nô bỏ đít cho Nga Tàu. Hỡi dân dân, anh em giang hồ, cùng nhau vùng lên ta quyết chiến phá tan gông xiềng, cùng nhau đột phá ba đình thằng hồ già dân, cùng nhau ta quyết xây lại cơ bản tự do. Hồ uống máu nhân dân đồng bào, hồ hiếp đáp dân đen tội tình, hồ hại đời nông ti xuân. Này hỡi các anh em giang hồ, cùng góp sức cho dân tộc mình, diệt giặc hồ chó dâm hồ. Trong ba đình thối tha, Minh Râu miệng còn hôi tanh mũi máu dần lành. Thành phố năm xưa mang tên Sài Gòn, giờ đây là mang tên của chó chỉ mình tội đồ. Người ơi ta hãy tiêu diệt một loài cọng nô, người ơi ta hãy xây lại ngọn cờ Việt Nam. Thành phố đó mang tên thằng hồ, thành phố đó mang tên tội đồ, là tội đồ nước Việt Nam. Hồ liếm đít cho Nga cho Tàu, hồ nói dối nhân dân đồng bào, hồ là thằng chó lưu manh. Thằng hồ là thằng chó lưu manh. Thằng chó Minh trong ba đình thối tha, Minh Râu là thằng vong nô bỡ đít cho Nga Tàu. Bỡ đít cho Nga Tàu là thằng hồ chó Minh. Em dân chơi giang hồ, cùng nhau vùng lên ta quyết chiến phá tan gông xiềng, cùng nhau đột phá ba đình thằng hồ già dâm, cùng nhau ta quyết xây lại cờ vàng tự do. Hồ uống máu nhân dân đồng bào, hồ hiếp đáp dân đen tội tình, hồ hại đời nông thị xuân. Này hỡi các anh em giang hồ, cùng góp sức cho dân tộc mình, diệt giặc hồ chó dâm hồ. Thằng hồ là thằng chó, đã cầm sáng là đã sụp dứt. Những thằng chó đẻ cai trị ở Việt Nam, từ thằng Nguyễn Phú Trọng, thằng Nguyễn Xuân Phúc, con Nguyễn Thị Kim Ngân, toàn là một cái lũ chó đẻ. Rồi, Lisa tái ngộ cùng toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Bản tin mà đầu tiên ngày hôm nay Lisa gửi đến cho quý vị và các bạn là Tàu Cộng nó đã đốt cháy một cái trung tâm thương mại Phú Điền, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, làm nhiều người hoảng loạn vô cùng. Hôm qua là đó, người dân thờ ơ đi, nó đốt một cái thương mại trung tâm luôn. Đốt cháy một cái trung tâm thương mại luôn. Đấy. Thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Đấy. Đó. Tàu Cẩm nó đốt một cái trung tâm thương mại. Quá lớn luôn. Thiệt hại tiền của thằng già hồ lên tới hàng ngàn tỷ đồng luôn. Cho mày bỏ tật mày. Để cho người dân Việt Nam cứ thờ ơ, để cho như vậy đi, để nó qua nó giết chết đi, bỏ tật. Nổ súng trấn áp tài xế xe chở gỗ đâm hai thằng cảnh sát đã bị thương chị ạ. Cho nó chết mẹ nó đi.
cháy lớn thiêu rụi tầng 2 của quán karaoke ở Nghệ An. Vào hôm nay ngày 27 tháng 2 giữa chiều nay, tại quán karaoke Trâm Anh ở xã Yên Sơn, huyện Đô Lương đã xảy ra một vụ cháy thật là lớn chị à. Bởi vì những người này vẫn còn đủ đợt đi vào quán karaoke, không hề màng tới chuyện tình đất nước, cho nên ngọn lửa đã bốc cháy ở trên quán karaoke này. Cháy lớp tại trung tâm thương mại chợ Giàu, Bắc Ninh. Chủ tịch hội chữ thập đỏ đã bị ông đốt tử vong, vui như ngày tế hội chị à. Khi thằng chó đẻ đầu bò Nghiêm dùng bình xịt xịt vào tổ ong thì bất ngờ hàng trăm con ong trong tổ đã bay ra đốt, khiến cho thằng này gục tại chỗ. Con gái và con rể đã bị ong độc đốt sưng mặt tay, nhưng tới chiều thì thằng chủ tịch hội chữ thập đỏ này đã bị ong đốt tử vong. Tao nói ác lai ác báo mà. Ngày xưa nói con ong đánh Mỹ, thiệt ra đâu có con ong nào đánh được Mỹ. Rốt cuộc rồi giận ong nó quánh ngược lại mẹ nó ra những thằng chó đẻ đầu bò có đáng để. Mai mốt tới trâu nó đâm tao bay chết mẹ, tao bay luôn tao chứ tao bị bỏ tật. Tao nói bỏ tật chưa, đó ác lai ác báo mà. Nó tao nói vừa bỏ cái tật. Một thằng đầu bò công an qua đời khi mà nó đang bị vấn đề là đầu độc. Để mà vấn đề là kêu bằng là nó canh chừng gỗ lậu chị hả? Canh chừng gỗ sao? 47 người Thanh Hóa chết và mất tích khi lao động bất hợp pháp ở tại Tàu Cộng. Thằng chó đẻ Trần Quốc Tuấn, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn. Thằng khốn nạn đầu bò ốc chó não lợn này đã bắt toàn bộ học sinh nghỉ học, dầm mưa, chịu rét, lạnh giá để mà đón Tết thằng Kim Jong-un nè chị. Mày qua bên Bắc Triều Tiên mày ở luôn được rồi đó. Hoặc là mày bú giái của thằng Kim Jong-un được rồi đó. Đây là thằng chó đẻ nè, mà nó ra lệnh cho tất cả những em học sinh phải là vấn đề là đi ra để xếp hàng, để mà chịu rét, để mà vấn đề là đón chủ tịch Kim Jong-un đó. Đầu bò Kim Jong-un đó. Độc tài, ông nội nó cũng cai trị rồi tới cha nó rồi tới nó. Rồi bây giờ mày là mày ra lệnh như vậy. Thằng chó đẻ tao lôi dòng họ mày thằng Trần Quốc Tuấn, sao mày không lôi con cháu mày ra? Mày lôi đĩ mẹ mày ra đứng dầm mưa để đón chủ tịch Kim Jong-un của mày đi. Thằng khốn nạn, thằng đầu bò, thằng mất dạy. Xin mọi người chia sẻ giúp sư cô Diệu Hải. Vừa qua tôi có lên tiếng vì tôi nhận thấy sự bất cập tồi tệ thối hóa biến chất trong xã hội. Những tệ hại này ai ai cũng có quyền nói để chỉnh chu tốt đẹp môi trường, cuộc sống con người. Nhưng nhà cầm quyền xã Đa Phước, quốc lộ 50, huyện Bình Chánh gây khó dễ cho tôi. Ngày 11 tháng 6, 2018, công an Côn Đồ tên Hùng đánh tôi đi bệnh viện uống thuốc liên tục mấy tháng. Tới hôm nay chỗ đó còn đau. Ngày 2 tháng 9, 2018, trời tối cúp điện, tôi ở nhà một mình. Sau khi tôi thấy bóng đen, tôi đuổi theo coi ai là công an Côn Đồ tên Hùng, đã gọi điện thoại cho anh Thái công an xã Đa Phước, cử công an Tùng xuống. Nói không phải, ngài trực im luôn. Tôi ở nhà suốt ngoại trừ đi khám bệnh mới ra ngoài. Hôm nay 27 tháng 2, 2019, 1 giờ khuya, tôi đang thắp nhang cho Phật bà Quan Âm Lộ Thiên, phát hiện bị khóa trái cửa bên ngoài, thấy còn khuya quá, xác định rồi báo cho công an biết, tức là thằng Thái. Khoảng 2 giờ, tôi nghe tiếng mở cửa, chạy ra, thấy người mặc áo khoác đen bỏ đi. 5 phút sau, tôi đang rửa mặt, thấy tên mặc áo thun sọc xanh ngang vào mở cửa tiếp. Lúc đó tôi sợ họ cắt khóa tấn công nên tôi nắm dây khóa lại. Tên đó rất hung hăng rút dây khóa quất vào tay tôi sưng bầm. Sáng tôi gọi điện thoại cho công an Thái, số điện thoại Thái là 0903654289. Thái trả lời không ai canh già khóa cửa của chị. Ôi như vậy đó, tôi là tu sĩ già, thân cô thế cô, họ đàn áp như vậy, họ còn tâm thức tính chất của con người nữa hay không? Thằng này khốn nạn. Chị ơi, đây là hình ảnh của người dân. Mọi người hãy lên tiếng để ủng hộ. Đó, một cái chế độ khốn nạn như vậy đó. Người dân ở Venezuela bây giờ đó, mà coi nó bới nút rác ăn như vậy đó. Mà thằng Maduro độc tài, nó không cho đồ điểm
tienen que sacar la comida de la basura. Sí, tenemos hambre. Maduro no lo sabe. Está bien. Hay que cambiar de presidente, jefe. Porque no podemos vivir así. Pero esto es basura. Chế độ độc tài là nó như vậy đó. Các nhà đấu tranh ôn hòa đến các nhà đấu tranh ôn hòa bị chó đến nhà canh giữ không cho xuống đường. Xin thưa với các anh chị là các bạn ngồi ngay đây nè, xác nhận với tôi là quận Thủ Đức đã ra lệnh cho các anh này đến ngồi đây. Xin hỏi anh, quận Thủ Đức là cơ quan nào của quận Thủ Đức à? Chị muốn biết thì hỏi mấy người kia. Ủa, anh nói là anh làm theo lệnh mà. Đúng. Vậy thì anh phải biết lệnh của ai chứ. Bây giờ tôi hỏi. Thôi bây giờ chị muốn biết nữa thì chị. Anh nói quận Thủ Đức. Chị một lần rồi. Bây giờ chị muốn biết chị cứ hỏi tiếp. Ở trên đó tôi đã báo chỗ cho chị. Rất nhiều phụ nữ trẻ em và các người già Venezuela đang trong tình trạng như đối còng da bọc xương. 300 người đã được chỉ định cho sự trợ giúp đầu tiên, nhưng cảnh sát của tên bào chúa Maduro đã đốt xe cháy, giết chết các tài xế xe tải để cho những người ở tại Venezuela nó như thế này nè. Từ một đất nước là thành trì của hoa hậu mà giờ ốm vậy nè. Đó, các bạn thấy ở đâu mà có bạo chúa, ở đâu mà có vấn đề là độc tài, là ở con người nó như vậy nè. Nước Việt Nam mà không có những người Việt mà đi vượt biên mà tị nạn cộng sản, mà gửi tiền về để cấp cứu, để cứu nguy cho gia đình đó, thì cũng không khác gì như vậy đâu. Cũng sẽ vấn đề là Iran như người dân ở tại Venezuela này thôi. Còn thê thảm hơn nữa, chứ đừng có nói. Ngồi đó mà chửi những người ở hải ngoại đi, nghe lời cái lũ đồ bò đi. Cụ bà lụm cụm môi móc rác kiếm ăn. Đây là phiên bản Venezuela thứ hai đang dần dần hình thành ở trên bản đồ hình chữ S này chị ạ. Đó, ở tại Việt Nam bây giờ cũng có một cụ bà để mà vấn đề là bới rác ra để ăn. Mà thấy nó xuyên đường của xã hội chủ nghĩa đó. Đó. Khốn nạn vậy đó. Tàu cộng đã đốt một tàu cá đang neo đậu tại bến, thiệt hại hàng trăm triệu đồng chị ạ. À. Một tàu cá của ngư dân huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi trong lúc đang neo đậu sau ngày Tết để bắt đầu là cập bến chuẩn bị ra khơi thì bất ngờ bốc cháy dữ dội chị ạ. À. Gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng chị ơi là chị. Tàu cộng đâu cho ra Biển Đông đâu. Đốt mẹ nó tàu của ngư dân rồi. Khốn nạn vậy đó. Khốn kiếp vậy đó. Mà chế độ nó khốn kiếp vậy đó. Tại nói cái chế độ này là chế độ khốn nạn mà. Chị ơi, mất công em nghỉ làm 2 ngày. Dân Việt Nam bây giờ hèn quá, chết chùm hết. Tới đâu thì tới. Em thấy bây giờ chị tập trung lên tiếng nói những người hải ngoại đừng có gửi tiền về cho người thân nữa. Thật sự em ghét nhất là những người Bắc 54. Họ toàn là những nhà có người thân ở bên Mỹ, gửi tiền về điều điều, rồi họ ăn chơi. Họ đéo thèm nghĩ gì tới chính trị hết chị ạ. Vậy đó. Trời ơi, chị coi là chị ơi. À, con đây con vào con xem con xử lý dùm cô cái ổ khóa thế. À, cái đứa nào nó đi nó khóa cổng ngoài cô ấy, xong rồi nó chết cả keo dính sắt vào. À, nếu mà có cái máy cắt ấy, thì con mang giúp cái máy cắt vào đi. Khốn nạn ơi. Khốn nạn vậy đó, nhà của người ta bắt đầu là mẹ nó ra bắt đầu là khốn nạn vậy đó. À, con đây con vào con xem con xử lý dùm cô cái ổ khóa thế. À, cái... khốn nạn vậy đó. Thấy không đồ chưa? Đây là sư cô Diệu Hải nè. Nó có ông đồ đó. Vô nhà của người ta đó, nó bẻ ổ khóa nó làm vậy đó. Thấy chưa? Đây là một cái chế độ mà khốn nạn mà.
người dân đã ào ạt xuống đường để biểu tình kìa chị ạ. Hết nói nổi. Cảnh báo giấy nhôm. Chiến hạm của tàu cộng rút khỏi Biển Đông rồi chị ạ. Kể nó đi em. Em chào chị Lisa yêu, em nghĩ như vậy nè. Khi mà các anh chị lên tiếng nói trên diễn đàn, cần phải nhắc tới tên của những nghệ sĩ của Việt Nam cho thật nhiều, rằng họ đang làm gì. Nhắc tới nó có dám lên tiếng đâu, nó lên tiếng nó đâu có được kiếm tiền đâu. Mẹ nó sợ còn hơn gì, nó cái đám sướng ca vô lội này nó nhát như là thỏ đế vậy. Nói nhắc làm gì, họ giúp ích được gì cho đất nước khi mà đất nước mình sắp rơi vào tay giặc Tàu. Họ có tiếng nói tại sao không dám lên tiếng hay hành động gì cho Việt Nam, nó dám sao? Họ muốn kiếm tiền thì các nhà dân chủ, các anh em tù nhân lương tâm không muốn kiếm tiền hay sao mà phải lên tiếng để mà vào tù, vào chỗ chết? Có phải họ quá vô tâm hay không, như là đang trường giang tấn Trấn Thành để cho các em tuổi trẻ có thần tượng yêu mến? Ôi ai ngục với thần tượng mấy thằng chó đẻ này, mấy thằng này không dám lên tiếng mà, yên tâm đi. Hello chị Lisa, chi phí thượng đỉnh Mỹ Triều lần trước tại Singapore là do Singapore tài trợ 100% và đã tốn là 12 triệu đô la. Nước Mỹ không trả một đồng nào, chỉ cần cho đấu giá, nước nào muốn tổ chức thì được trúng thầu và nước đó phải lo. Đổi lại Singapore được quảng cáo trên toàn thế giới, lần này thì cũng vậy. Đảng địa phải bỏ tiền ra, nhưng chúng sẽ báo cáo với số tiền ít hơn Singapore. Không biết ai đưa tin cho chị là Mỹ sẽ chịu mọi chi phí cho lũ chó đẻ lũ Ba Đình là hoàn toàn sai chị ạ. À, đây là những tờ báo ở nước ngoài, ở Singapore đã đưa lên. Ok em, vậy là lũ đảng địa nó đăng cai, nó tốn tiền của nó, chứ chị biết ông Donald Trump làm kinh tế mà đòi thở nào. Mà vấn đề là bỏ tiền ra cho cái lũ đầu bò này, Mỹ nó biết rõ được mà, biết rõ ràng mà, đòi thở nào mà nó chịu. Tại sao thằng chó đẻ tội đồ Trọng Lũ lại vắng mặt trong kỳ họp thượng đình? Nó đã về nó gặp rồi, bây giờ nó gặp vấn đề là cái bằng đó là mẹ Donald Trump rồi, gặp để mà vấn đề là cái bằng là nó quỳ, nó lại, nó liếm đất, nó ăn cứt, nó ăn bơ thừa sữa cặn của Mỹ rồi. Nó ba lẹ về rồi, mấy thằng chó đẻ này mà. Hello chị Lisa yêu, hôm nay em kính chúc chị sức khỏe và em cung cấp những tin tức cho chị như sau. Sau khi nghe tin chiến tranh bùng nổ và Mỹ đưa thêm quân vô để xiết cổ Tàu Cộng, thì đảng địa Việt Cộng sợ hãi, cho nên lập tức rước 30 doanh nghiệp Tàu Cộng vô Bình Dương để tiếp tục bán nước cho Tàu Cộng. Cụ thể là phe Việt Cộng thân Tàu do Trọng Lũ, Phát Niệm, Nông Đức Cạn cầm đầu đã bật đèn xanh cho đám Việt Cộng ở Bình Dương của phe Nguyễn Minh Triết, còn gọi là Triết Cuba, đã bán hết cả tỉnh Bình Dương cho Tàu Cộng lần này. Nấp dưới chiêu bài là giao đất đầu tư, cho nên lũ Việt Cộng Bình Dương đã viện cớ thúc đẩy đầu tư để mời một lèo 30 doanh nghiệp của Tàu Cộng ào ạt vô để giao đất cho Tàu Cộng dưới danh nghĩa là đầu tư dự án. Đây toàn là các doanh nghiệp trá hình phá hoại môi trường của Tàu Cộng, đã bị quốc tế cấm vận không được mở ở những nước đó, cho nên mới nhảy vào Việt Nam để vừa chiếm đất vừa xuất hàng trá hình qua Mỹ để trốn thuế. Âm mưu của Tàu Cộng và Việt Cộng là cho 30 doanh nghiệp này qua trước để chiếm đất rồi di dân để đưa công nhân Tàu Cộng tràn sang Bình Dương, biến cả vùng này thành khu tự trị của Tàu Cộng rồi sáp nhập luôn vào năm 2020 để tránh đêm dài lắm mộng. Nguyên nhân là Tàu Cộng sợ mất miền Nam, sợ Mỹ kiếm cớ nhảy vô miền Nam Việt Nam, thì bao nhiêu công sức của Tàu Cộng đã ủ âm mưu sẽ tan thành mây khói. Cho nên Tàu Cộng
qua Nam mới tiên hạ thù Vi Cường cho mở công sườn và cho di dân qua trước để lập khu tự trị, để có cớ đưa quân đội vào để bảo vệ 30 doanh nghiệp của Tàu Cộng ở Bình Dương cho Mỹ khỏi nhảy vô được nữa. Chính vì vậy nên Tàu Cộng mới đẩy qua một lèo 30 doanh nghiệp của Tàu Cộng để thực hiện kế hoạch xây khu tự trị ở ngay tỉnh Bình Dương nhằm chiếm hết miền Nam cho Mỹ khỏi còn con đường để mà nhảy vào kiếm ăn. Vì Tàu Cộng thừa biết là Mỹ nhảy vô là vô miền Nam mà thôi, chứ không bao giờ vô miền Bắc được. Và cũng chỉ có dân miền Nam nổi dậy đi theo Mỹ, chứ không có dân miền Bắc hay là miền Trung nào mà có thể theo Mỹ. Bởi vì ăn cắm số của Đảng Cộng sản, cho nên tất cả người dân miền Bắc và miền Trung đa số là tôn thờ thằng Hồ Chí Minh uống máu kinh và ăn cứt của Đảng Cộng sản. Cho nên Tàu Cộng mới phải dồn sức chiếm được miền Nam Việt Nam càng sớm càng tốt để hết tay trên của Mỹ, cho Mỹ khỏi nhảy vào được nữa. Còn Tàu Cộng muốn bán nước, muốn đưa Tàu Cộng vô. Còn Việt Cộng thì muốn bán nước, muốn đưa Tàu Cộng vô càng sớm càng tốt để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của chế độ Việt Cộng và được Tàu Cộng làm thái thú, cho làm thái thú. Cho nên Việt Cộng mới thừa cơ hội này để đưa Tàu Cộng vô Bình Dương liền, để cho chắc ăn khỏi sợ bị lật kèo và đưa vào miền Nam để tránh bị Mỹ phát hiện ra được. Tình hình Việt Nam lúc này đã mất nước tiêu tùng, bởi vì miền Nam đã lọt vào tay của quan Nam tình báo Tàu Cộng, thì dân Việt Nam không còn vùng đất nào để sinh sống nữa. Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh, Vũng Tàu, Long An, Vĩnh Long, Long Xuyên, An Giang, Bạc Liêu đều bị Tàu Cộng kiểm soát gần hết. Ở tại Bến Tre bây giờ chúng cùng cướp đất thì miền Nam đã không còn giữ lại được, lại tiếp tục sụp đổ, mất nước như năm 1975. 1975 thì kể như là lũ bắt cộng vào để cướp. Còn bây giờ 2019 tới 2020 thì Tàu Cộng sẽ tiếp tục giải phóng miền Nam Việt Nam một lần nữa. Đón hơn 20 doanh nghiệp từ Tàu Cộng để tìm hiểu đầu tư tại Bình Dương, mong một ngày nào đó họ rót vốn đầu tư tạo công ăn việc làm cho người lao động Việt Nam. Rốt cuộc rồi những người ở tại Việt Nam sẽ làm nô lệ cho 30 doanh nghiệp của Tàu Cộng. Các bạn thấy khốn nạn không? Đấy. Khốn nạn như vậy đó. 30 doanh nghiệp nó vô Bình Dương rồi đó. Người dân ở các tỉnh miền Tây thiếu nợ, chơi số đề, bị phá sản rồi, chuẩn bị cuốn gói để lên làm nô lệ đi, lên làm công nhân đi. Tàu Cộng nó mướn hết á. Hay ở miền Tây mà ai mà trốn hụi hoặc là giật nợ được kia là cứ chạy lên Bình Dương đó là tìm thấy được. Nó xin vô để mà nó làm ở trong trọng á. Vậy thôi. Vô làm thời gian rồi nó dụ cho bác mẹ nó thận luôn. Sau khi rước Tàu Cộng vô Bình Dương để bán nước thì phe thằng Tay Sai Phát Niền cho mở lại trạm bót cây lậy trong tháng 3. Cụ thể là kinh tế tàn mạc sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Thằng Tay Sai Phát Niễn là thủ tướng về kinh tế bị thằng chó đẻ Trọng Lũ gõ đầu, cho nên thằng Tay Sai Phát Niễn đã giật dây cho đàn em là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Cộng Nguyễn Nhật đã lên tuyên bố trước báo chí là sẽ cho mở lại trạm bót cây lậy trong tháng 3 sắp tới để thu tiền, coi như lũ Nam Cộng bắt đầu đã bị phỏng tài trơn.
Giả bộ kêu gọi toàn dân biểu tình chấm bóp cai lậy để lấy lại từ phe của Nam Cộng. Rốt cuộc rồi đuổi con cáo đi, thầy lại mời con hổ trở về. Rốt cuộc rồi người dân Việt Nam ào ạt tấm cài xế đầu kia bắt đầu là vui mừng nghe lời của cái lũ bắt cộng nó giật dây. Rốt cuộc rồi bắt đầu là đưa tiền lẻ, bắt đầu phản đối cạm bóp cái lậy. Rốt cuộc rồi phe Nam Cộng nó đã bỏ lui, nó đã bị vấn đề là thất thế. Bắt đầu là bây giờ rốt cuộc tưởng sao, lọt vô tay của thằng tay sai phát niệm là lọt vô trong phe của thằng tội đồ trọng lúc, cho mở trạm bót cai lậy trở lại và thu tiền. Từ đây cho tới mãn đời của thằng tội đồ trọng lú làm chủ tịch kim tổng bí thư. Các bạn thấy đó. Bởi vì kinh tế đã kiệt quệ, sau Tết hàng quá lên ào ào, người dân nghe lời chương trình khai dân trí đã không gửi tiền vào ngân hàng. Cho nên lũ đảng đĩ đã in tiền ào ạt vô tội vạ, làm phát đã lên tới ngưỡng cửa phá sản. Thị trường chứng khoán thì bị lũng móc liên tục. Cho nên bây giờ thằng tay sai phát niệm bắt đầu cho thằng đầu bò của bộ trưởng vào giao thông vận tải lên để yêu cầu mở lại bóp cai lậy để lấy tiền của người dân trong tháng 3, tức là 1 tới tháng 3. Thì trạm cai lậy, bóp cai lậy sẽ mở lại ở ngay vị trí cũ chứ không thay đổi. Lisa nghi ngờ là Việt Cầm sẽ cho mở lại trạm bóp cai lậy vào ngày 1 tháng 3 để đánh úp toàn dân Việt Nam, lợi dụng sự kiện hội đàm của Trump để đánh lạc hướng toàn dân cho dân không ngờ tới được, rồi cho mở lại trạm bóp cai lậy để cướp tiền, hút máu tiền của toàn dân Việt Nam. Cây cầu mà ở tại cái đường mà làm đường ở bót cây lẫy đó, nó làm xong rồi nó yêu cầu nó thu tiền của dân 5 năm là xong rồi. Chừng nào xong xong rồi đó là kể như cho người dân chạy ào ạt. Bắt đầu là nó ra bộ, bắt đầu nó nói 5 năm chưa đủ vốn, lạm phát lên 6 năm, 6 năm lên 7 năm, 7 năm lên 8 năm, 8 năm lên 9 năm, 9 năm lên 10 năm, 10 năm lên 20 năm, 20 năm lên 30 năm. Bây giờ bắt đầu là 30 năm nó la làng lên. Cái bắt đầu phe Nam Cộng nó bị thua, nó đuối lý, nó rút lui. Thì bây giờ bóp cây lậy giao lại cho Trung ương, cho thằng ta sai phát niệm. Thằng ta sai phát niệm bây giờ ra lệnh cho tiếp tục thu thuế nữa. Bắt đầu là lên, bắt đầu là giáo bộ vụ toàn dân, là bắt đầu là cho chúng bắt đầu là gom thuế 10 năm thôi. À, để mà sửa sang bóp cây lậy đường xá cho chạy. Bắt đầu 10 năm rồi, bắt đầu nó kiếm chuyện thêm 10 năm nữa, 10 năm nữa. Rốt cuộc toàn dân Việt Nam 1.000 năm cũng phải đóng cái trạm tuyền bóp cây lậy này cho đảng đĩ để nuôi đảng đĩ. Hiện tại thì công văn đã được thằng tay sai phát niệm gửi xuống Bộ Giao thông Vận tải và gửi xuống tận tỉnh Tiền Giang. Cho nên chỉ còn chờ tới ngày là sẽ cho mở trạm bóp cây lậy trở lại. Lần này có thể cho mở lại vào ban đêm để cho dân trở tay không kịp. Vì ban đêm thì ai cũng về nhà hết, thì đâu biết là trạm bóp cây lậy đã mở cửa trở lại. Đến khi sáng thì người dân cứ theo phong tục chạy ngang qua đây thì tá quả tâm tin phải đóng tiền để qua trạm bóp. Thì Việt Cộng coi như đã thành công đánh úp được toàn dân ngu khu đen tại Việt Nam. Nguyên nhân sâu xa là trạm bóp cái lẫy này là của phe phát niệm tay sai. Cho nên tay sai phát niệm mới quyết tâm bảo kê tới cùng để cướp tiền của toàn dân Việt Nam. Vì vậy người dân phải gom tiền lẻ để chuẩn bị đánh sập bóp cái lẫy, không cho bọn chúng gom tiền. Người dân sẽ vò tiền lẻ lại thành một cục hoặc là chùi đít cho dính cất vào rồi nhét vô cái chai nhựa để đánh sập luôn trạm bóp cây lậy. Tất cả các xe nào sắp bị hư, sắp bể bánh, sắp hết xăng thì cứ chạy vô bóp cây lậy mà nằm đó cho sập luôn trạm bóp cây lậy. Các chiến sĩ bóng đêm thì cứ nhắm vô nhân viên và giám đốc của trạm bóp cây lậy mà hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm gia đình, dòng họ nội ngoại, anh em của nó. Còn nó đưa những thằng chó điên dư luận viên hoặc những thằng giang hồ tới cầm cây chuẩn bị mà đánh những người tài xế
làm cho hỏng xe hoặc là dò tiền lại, thì trên xe lúc nào cũng thủ sẵn một ca axit đậm đặc, để thằng nào chó đẻ thì tạt thẳng vào mặt của nó để cho nó biết được là bài học đắt giá. Hãy canh me để mà tạt thẳng vào mặt của những thằng chó đẻ nào mà cầm cây cầm dao hung hăng để mà trấn áp cánh tài xế. Axit phải đậm đặc mới được. Tạt sao mà giống như thằng mà vấn đề là Việt Kiều Canada vậy đó. Đó, phải tạt như vậy đó cho nó biết để mà nó bỏ tật, nó đi theo đảng đỉ. Cho nên những cánh tài xế đâu có biết, nó đâu biết ai là ai đâu, cứ việc liên tiếp từ trong xe cứ tạt thẳng ra hết, cầm những cái can đó tạt mẹ nó hết, coi coi nó còn dám đứng. Mà vấn đề là kêu bằng là nó mà nó cầm dao, cầm mã tấu để mà nó trấn áp những cái cánh tài xế không? Ở trên xe tao trội ra, tao không biết, tao liền ra thôi, tao không biết mẹ. Liền một cái là nó tá quả tâm tinh. Còn những con nào mà thâu tiền ở trong trạm, nó chỉ cần thảy một chai axit vô trong trạm nó văng ra tứ tung là mấy con này nó quảng hồn, nó nhảy mẹ y như nước nóng đổ trong lờ. Mẹ nó không dám ngồi đó nữa thì tự nhiên trạm bị tê liệt thôi chứ có mẹ gì đó. Chơi cái dàn ná đó của cái axit vô nó giả bộ bắn cái bọc một cái nó văng vô chẳng cái bọc mà nó rớt vô nó té bẹ ra, hoặc là cái chai bằng những cái thủy tinh chứ còn một cái bóp vô trong cái bàn cái là nó văng ra tùm lum hết trơn, bắt đầu nó quéo mẹ nó hết trơn là quảng hồn chạy. Là mấy cái con đó là axit nó văng là mặt màn như tổ âm là nó la làng lên, nó dãy tử lên là tiêu tùng. Còn những cái thằng mà chó đẻ mà an ninh mà công an mà nó đứng mà đầu nó cầm cây mà nó hung hãn nó tạt vô trong mặt mà tao cho mày biết thế nào là lễ đồ. Gặp chị mà ở Việt Nam đó mà mất dạy mà tới mà cầm dao mà đổ mẹ nó là đập chặn đầu xe tao, tao thủ sẵn 3-4 ca axit tao tạt vô trong mặt cho mày chết mẹ mày, tao tạt ngay Bác Hồ của mày cho mày khỏi chơi, cho mày bỏ tật mày tức tối, tao cho mày chết mày luôn, cho mày bỏ tật mày bưng bô cho đẳng đi. Gặp ai chứ gặp chị đi thì sẽ biết bỏ tật nó. Cái trạm bót như vậy nè phải đồng lòng mới được. Hay là muốn chờ tới chiến sĩ của chị làm. Nếu nhờ tới chiến sĩ của chị thì chị sẽ cho âm thầm giả bộ lên những cái xe đi. Bắt đầu là cầm những cái ca axit đậm đặc đó. Thằng chó nào mà chặn xe tạt thẳng vô trong mặt của nó y như Việt Kiều Canada, cho nó nằm nó quằn quại. Một bắt đầu báo chí nó đăng lên rầm rầm, có thằng nào dám ra đứng chặn xe nữa hay không? Dám không? Tại vì dân Việt Nam không dám làm. Người dân Việt Nam không dám làm. Đây nè, đường xe tải như thế này nè, gặp chị đi. Ở đó mà mày mở trở lại hả, tao tạt vô trong mặt của mày, hoặc là tao đang trong cái bàn mà làm việc đó hả, đưa tiền tao tạt thẳng vô luôn, thấy mẹ cái chai trong cái chân đó, tao coi tụi mày còn được hay không, còn nổi hay không. Ở đó mà thu tiền, người dân sợ quá không dám làm thì nó đè đầu nó thu tiền đó. Mẹ ba cái bình ắc quy ở Việt Nam đó, nó có một cái lượng axit ở trong cái việc mẹ nó ra lấy ra đổ ra lấy ra thôi, luyện mẹ nó vô. Thằng nào tàn ác thì cho nguyên một ca axit đậm đặc. Còn mấy cái con mà thâu tiền đồ kia đó là coi như là thứ cắt két thì nhông thì thảy thằng chai lên trên bàn. Mấy con này nó sợ lắm, nó sợ tàn phai nhan sắc của nó lắm. Chỉ cần bể cái chai cái bóp là nó chạy mẹ bà nội nó đội chú khô. Nó không dám mẹ nó ra quay đầu trở lại để mà ngồi nó thâu tiền. Mà không ai thâu tiền trong xe cứ chờ đợi hoài vậy đó. Mẹ nó ra thì rốt cuộc rồi thì mẹ nó xả trạm cho chạy ào ào chứ có mẹ gì. Cứ lâu lâu chơi chai axit thảy vô trong ngay cái bàn tính tiền vậy đó. Mẹ nó ra coi ai dám. Vậy đó. Để chị chỉ cho. Chị có nhiều mưu kế lắm. Chị chỉ cái là mẹ nó ra là xong hết trơn à. Hoặc là mấy cái cây bằng sắt của nó mà nó đưa lên đưa xuống đó, chỗ cái con vít thôi chỗ gì cho bộ liền cái bọc axit đâu mãi cái nó quéo mẹ nó rớt cái ầm xuống cái rồi khỏi có cây nào mà không ai dở lên dở xuống hết trơn, nó mát điện mẹ nó trơn rồi. Axit mà nó gặp điện rồi nó còn nổ cái đùng nữa banh tành hết trơn, lúc đó khỏi có mà dở lên dở xuống chưa tha hồ chạy bon bon luôn, khỏi có mà chặn đường què gì hết trơn. Mẹ nó ra cây cần mà nó mẹ nó ra tự động dở lên dở xuống, nó canh ngay cho nó mà phan vô đi mà trội vô. Trời đất ơi là trời thiếu gì. Một khi mà nó chịu mà phá hoại rồi thì con mẹ nó ra thiếu gì chuyện để làm.
về mà phá hoại là chị là trùm đó. Chị ngồi chị chỉ đạo cho các em làm. Sau khi mà lũ chó đẻ tai tai phát nỉa, đòi mở trạm bóp cây lậy để thu tiền của dân, không biết toàn dân có can đảm như chị Lisa hay không. Chị à, tiếp tục em đưa cho chị tin nóng ở quốc tế. Tin nóng nhất hôm nay là chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan đã bùng nổ đúng như chị đã dự đoán, với thế trận vô cùng căng thẳng, lưỡng bại câu thương cho cả hai bên. Cụ thể là sau khi bị Ấn Độ thả một trái bom trên một tấn làm chết 350 thằng lính Pakistan đi theo tàu cầm, thì Pakistan đã thề uống máu sẽ phản công ngay sau đó bằng cách cho 3 chiếc tiêm kích F-16 mua của Mỹ mang theo 2 tấn bom qua Ấn Độ để thả lại. 3 chiếc F-16 của Pakistan đã thả bom thành công bên Ấn Độ nhưng chưa biết thiệt hại ra sao. Rồi sau đó thì 3 chiếc F-16 này đã đụng độ với 2 chiếc tiêm kích 2000 mà Ấn Độ mua của Pháp. Trận không chiến diễn ra vô cùng ác liệt giữa 5 chiếc tiêm kích máy bay F-16 của Pakistan liên tục thả mồi bày để đánh lừa quả tiểu tầm nhiệt của Ấn Độ, rồi thực hiện động tác nhào lộn để cơ động né tránh quả tiểu. Nhưng cuối cùng thì một chiếc máy bay F-16 của Pakistan đã bị trúng quả tiểu, hư hỏng động cơ, nhưng vẫn ráng bay về biên giới Pakistan rồi mới rớt xuống đất. Nhưng phi công cũng đã thiệt mạng vì cố sức điều khiển chiếc máy bay chạy về tới biên giới Pakistan nên không kịp bung dù từ cứu. Ngay sau đó thì Ấn Độ lập tức phản công. Ấn Độ đã đem tới mấy chiếc tiêm kích Su-300MK1 của mua của Nga để bay qua Pakistan đánh trả lại để mà trả thù. Máy bay Su-30 của Ấn Độ vừa bay thấp vừa liên tục nhào lộn cơ động để tránh quả tiền, nhưng Pakistan đã có đề phòng nên bắn rớt được tới 2 chiếc tiêm kích Su-30 của Ấn Độ mua của Nga, bắt sống được một phi công của Ấn Độ, còn một phi công khác thì đã bị hy sinh cùng với chiếc máy bay Su-30 vì không kịp bung dù. Nên trận chiến này cả hai bên đều lưỡng bại câu thương, bị thiệt hại hết sức là nặng nề. Phía Pakistan mất một chiếc F-16, chết một phi công, còn Ấn Độ mất 2 chiếc Su-30, chết một phi công, một phi công bị bắt sống. Tính về giá trị vật chất thì giá chiếc F-16 bằng 2 chiếc Su-30, nên trận chiến này có kết quả hòa, hai phe thiệt hại tương đương nhau và bên nào cũng đã chết một phi công. Nhưng trận chiến chỉ mới bắt đầu, mở bài, chưa thân bài và chưa kết luận, chưa thể kết thúc, vì cả hai bên vẫn còn đang hăng máu để mà trả thù cho tới cùng và vẫn còn lực lượng, cho nên sẽ tiếp tục đất nữa để ăn miếng trả miếng, coi đứa nào thua trước. Hiện tại thì Pakistan đào ra lệnh báo động cho toàn quốc chuyển về thời chiến, đồng thời ra lệnh tổng động viên để gom quân đánh lại Ấn Độ. Còn Ấn Độ thì đã cho ngừng hoạt động thương mại của 6 phi trường để dùng làm căn cứ không quân, đồng thời ào ạt đưa quân tới sát biên giới Pakistan. Ấn Độ có lợi thế hơn bởi đã nắm 1.200.000.000 người, chỉ thua thằng Tàu Cầm, có thể sẽ tiếp tục bùng nổ chiến tranh trên không và trên bộ trong vài ngày tới. Nhưng lúc này vẫn chưa biết được phe nào sẽ thắng, bởi vì lực lượng hai bên gần ngang nhau, vũ khí cũng ngang nhau. Phía Mỹ thì vẫn im lặng, không nói gì. Ở bên Tây Âu cũng im lặng, Nga không lên tiếng. Còn Tàu Cầm thì chỉ lên tiếng ủng hộ đàn em Pakistan và chỉ trích Ấn Độ đã khơi mào chiến tranh. Và Tàu Cầm đòi phải đưa Ấn Độ ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để trừng phạt. Đồng thời, Tàu Cầm còn ào ạt cho dồn quân đội, vũ khí
tới sát biên giới của Ấn Độ để gây áp lực cho Ấn Độ, chuẩn bị phối hợp với Pakistan để đánh gọng kìm Ấn Độ, nên tình hình vô cùng căng thẳng, sắp bùng nổ chiến tranh thế giới lần thứ ba, thậm chí là chiến tranh hạt nhân tới nơi. Bởi vì Ấn Độ, Pakistan và Tàu Cộng thì thằng nào cũng có vũ khí hạt nhân trong tay, và thằng nào cũng có quả tiễn tầm xa để mang theo đầu đạn hạt nhân. Mỹ không dám nhảy vô, còn Tàu Cộng thì ra mặt ủng hộ Pakistan tối đa, thì Ấn Độ có thể tan sát phen này, hoặc có thể thấy cờ lật ngược, Mỹ Pháp cũng có thể nhảy vào để mà chuẩn bị ủng hộ cho Ấn Độ một khi nếu Tàu Cộng nhảy vô. Nếu để cho Pakistan và Ấn Độ thì có thể ngang ngửa nhau, nhưng nếu thằng Tàu Cộng nó chơi dơ, nó đem quân lên để mà nó đánh, thì coi như có thể là quốc tế sẽ nhảy vào cũng không chừng. Thằng Tàu Cộng thì chuyên môn nó chơi như vậy, giống như cuộc chiến tranh ở tại biên giới Tây Nam. Một khi mà thằng vấn đề là Pol Pot lên Sari mà bỏ chạy tục mạng vô trong rừng, thì coi như là Tàu Cộng bắt đầu mở chiến tranh biên giới ở phía Bắc, dội bom ào ạt vào 7 tỉnh của Cao Bằng, Lạng Sơn, buộc cho thằng Đảng Đĩ Cộng sản phải chia mỏng quân tình ra để mà canh giữ. Nó chỉ quánh 14 ngày xong rồi nó rút quân trở về, bắt đầu nó giả bộ nó gài một bãi mìn dày đặc ở biên giới để buộc thằng đầu bò cộng sản phải duy trì lực lượng. Những quân đoàn 1, 2, 3 bắt đầu ra đời, và đương nhiên là nuôi cơm cho cái lũ quân đủ nhân dân Việt Nam này, mang tiếng là quân đội nhưng mà thật ra là quân đủ không. Qua Campuchia làm quân tình nguyện ở bển hăng máu lắm, rốt cuộc trên toàn thế giới chửi là cái lũ xâm lăng. Rốt cuộc là dân Campuchia nó nhổ mẹ nước miếng vô trong miệng, nhổ mẹ vô trong mặt. Đây là những xác máy bay mà không kích với nhau đang cháy. Đây là những chiếc máy bay mà đã lượn trên vòng trời của Ấn Độ và Pakistan. Xác máy bay F-16 và Su-30 của Ấn và của Pakistan đã bị bốc cháy. Binh lính hai bên cũng dày đặc để mà bắt đầu là chuẩn bị để mà lên tiếng. Càng ngày sự tiên đoán của Lisa quả không sai, chắc chắn từ đây tới năm 20 sẽ có bấn chuyển về tình hình thế giới. Mà khi thế giới bấn chuyển rồi thì không biết Việt Nam của mình như thế nào. Sau màn bắn rớt máy bay thì Ấn Độ và Pakistan đã bắt đầu đánh nhau ác liệt trên bộ. Đạn pháo của hai bên bắn qua rộp trời, khói bay mịt mù, màu chiến tranh, mùi hơi đạn, tiếng đạn nổ ầm ầm liên tục, tiếng xe tăng rít lên, máy bay phản lực trực thăng cũng gầm gú không kém. Bên nào cũng bắn ào ào như mưa, nên không biết bên nào bắn trước. Đủ loại súng pháo cùng nhau bắn, nên sáng rực cả đêm tối. Bên nào cũng bắn đạn quả châu lên để soi sáng trận địa, rồi bắn ào ào qua bên kia. Pháo 105 ly, súng đại liên 20 ly, 30 ly đều bắn nhau liên tục y như mưa bão. Giao tranh ác liệt kéo dài tới sáng nhưng vẫn chưa kết thúc. Tiếng nổ vang trời vẫn còn tiếp tục bắn dồn dập từ biên giới. Hai bên đều huy động tất cả vũ khí có sẵn để tham chiến. Bầu trời của biên giới hai bên đã ngập mùi khói súng. Phía Pakistan đang ráo riết tầm đồng viên điều động quân lính vũ khí để tới sát biên giới để đánh lại Ấn Độ. Còn Ấn Độ thì ào ạt huy động đài pháo xe tăng tới chiến trường để chi viện cho biên giới đánh lại bên Pakistan. Bên nào cũng điều quân ra biên giới để đánh trên bộ, chứ nhất quyết không
không để thua phe kia. Chiến tranh đã chính thức khơi mào bắt đầu nên sẽ còn tiếp tục kéo dài chứ chưa thể kết thúc, bởi vì bên nào cũng hăng máu trả thù và được Mỹ tao cầm âm thầm ủng hộ nên sẽ còn đánh tiếp tục. Ấn Độ được Mỹ âm thầm ủng hộ, còn Pakistan là đàn em của Tàu Cộng nên được Tàu Cộng âm thầm ủng hộ, chuẩn bị mở tuyến đường tiếp viện khẩn cấp cho Pakistan để đánh lại Ấn Độ. Tình hình vô cùng căng thẳng, chuẩn bị thành chiến tranh quy mô lớn. Liên minh Pakistan và Tàu Cộng sẽ đánh với Ấn Độ, còn Mỹ và Tây Âu thì vẫn chần chừ không dám nhảy vô ủng hộ Ấn Độ vì sợ mất lòng Tàu Cộng và Pakistan. Nga thì đứng ngoài bán vũ khí cho cả hai phe nên phe nào Nga cũng ủng hộ. Iran thì cũng đứng ngoài để xem coi cuộc chiến Ấn Độ và Pakistan để bán vũ khí và bán xăng dầu cho cả hai phe, cho nên phe nào cũng là bắt đầu ỡm ờ để mong cho chiến tranh xảy ra để bán vũ khí. Thời gian không cho phép. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.